Em chào anh. Ôi, xin chào. Anh cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại anh đang ở đâu? À, mình giới thiệu mình là Thủy. Dạ. Năm nay mình 43 tuổi. Dạ, quê vâng. Quán mình thì hiện tại đang ở thôn Đại Quang, xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Dạ, hôm nay nên hình của anh thì anh có thể tâm sự em biết về quá trình này trước anh đi làm sao nhỉ? À, trước đây ấy, thì mình về cái xương khớp ấy, thì mình thấy nó đau nhức rất khó chịu. Dạ. À, trong thời gian thì nói chung là lười, thanh niên ấy, thì nó cũng lười lười, cũng không khám xét thì nó không chịu khó lắm. Thế nên khi đến lúc đau quá rồi ấy, dạ, thì vấn đề đau nó nhức toàn thân và dạ, toàn bộ cả cái chân, hai bên chân của mình là nó rất đau, không thể đi được. Vâng. Và thậm chí véo nó cũng đau, thì đến lúc đấy mình bắt đầu đi kiểm tra. Vâng. Thì mình cũng có kiểm tra ở trên trường quân y 105 và sau mình xuống đến Việt Đức, thì các bác đều chỉ định là khám xét, đều chỉ định là mình bị thoát vị đĩa đệm. Vâng. L4, L5. Vâng. Nhiều khả năng là phải mổ. Vâng. Nếu không thì sẽ bị teo cái cơ của chân. Vâng. Thì mình rất ngại về cái vấn đề mổ vì nó có nhiều yếu tố. Dạ, vâng. Thứ nhất là cái xương thì thay, nếu như tốt, đồ tốt thì có cái khả năng thì mình cũng không có nhiều tiền. Dạ, vâng. Và thay cái đồ bình thường thì khả năng là mình thấy nhiều anh cũng mổ về thì nó cũng không được tốt lắm và đi lại nó rất khó khăn hơn. Dạ, vâng. Như vậy thì mình có về nhà thì mình đi tìm hiểu trên cái phương tiện điện thoại là thì mình vừa tìm và vừa hỏi han là cái vấn đề các nhà thuốc đông y. Dạ, vâng. Nhưng thật sự là nhà thuốc thì rất nhiều nhưng mà mình cũng không có chỗ để tin tưởng. Dạ, vâng. Thì sau một quá trình thì mình làm nhà cũng rất đau đớn mà đi lại rất khó khăn, không thể, tức là cái sinh hoạt bình thường của mình thì còn được, còn ví dụ như làm lao động các khác là rất khó khăn. Dạ, bỗng vâng. Lên ngồi xuống rất khó khăn, không thể nào mà làm gì được. Anh kể em cái tỉ mỉ cái triệu chứng đau của anh lúc nặng nhất như nào? Cái lúc nặng nhất của mình ý, thì là nó đau là cảm tưởng như mình, ví dụ mình ngồi xuống, mình ngồi khoanh chân để ngồi ấy. Dạ. Là có thể là mình chỉ ngồi được khoảng độ 3 phút thôi. Dạ, vâng. Là có nghĩa nó đau nhưng khi mình muốn đứng dậy là mình phải bò ngoài người ra. Dạ. Ngoài người ra đã rồi mình bắt đầu bò chống gối, bắt đầu đứng dậy với dạ, vịn với gì phải đứng dậy được. Dạ. Chứ nó không phải tự nhiên mà mình đứng một cái mà lên được. Dạ, đến vâng. Lúc móng cũng không thể móng để mà vác cái gì được cả. Dạ, vâng. Đấy, như thế nó rất khó khăn đấy. Anh đau nhiều như vậy kéo dài bao nhiêu thời gian? Mình đau như thế là nếu như để mà cái quá trình bắt đầu đau để mình khó chịu ấy thì nó khoảng độ 4-5 tháng trời. Vâng. Là đau cực kỳ đấy. Còn vâng, nếu như cái giai đoạn mà trước đây cứ bảo thì đau lưng nặn thuốc, nặn dầu bình thường nó khỏi, nó đỡ đỡ mình lại làm ấy thì nó rất lâu rồi. Vâng. Nhưng mà khi cái quá trình mà mình phải chịu đựng ấy thì nó hàng 5-6 tháng trời. Vâng. Nó rất khó chịu, khổ sở. Thế nên là mình được cái rất may mắn là cũng có cơ duyên. Thì vâng, mình cũng là trên mạng tìm sao lại có một anh bạn. Dạ. Anh bảo là vô tình thôi, mình cũng đã tra xa cái nhà mạng rồi, nhà thuốc đông y dạ, Lại Văn Thoan rồi. Dạ, vâng. Đại khái là như thế, là mình thấy là cái địa chỉ như thế rồi nhưng mà sau mình cũng vẫn nhiều quá thì mình cũng chưa biết là tin ai. Dạ, vâng. Thì đến lúc mình lại vô tình có một anh bạn, anh cũng làm nghề là gỗ cùng mình như dạ, mình vâng. Thì anh bảo là cũng có sử dụng cái cũng bị thoát vị như thế mà cũng xuống đây để điều trị. Thì dạ, anh cũng đã khỏi. Thì anh khỏi, anh về đi lao động bình thường. Nếu thế thì anh cứ xuống đây xem, biết đâu cơ duyên anh em mình lại xuống đây lại được. Dạ, thế thì mình thật sự là về hôm ấy mình cũng vẫn bị chần chừ nhưng mà sau thấy đau quá không thể chịu nổi nữa rồi. Tức là dạ, đau không thể làm mà thì tàn rồi. Thế mình bắt đầu mình đi xuống. Dạ, mình mình bắt đầu mình vào nhà mạng đấy thì mình vô tình thì bạn ấy nói là mình lại thấy cái nhà thuốc ấy thì mình lại có thấy ở trên mạng là mình có tìm rồi. Dạ, thế mình sẵn cái đấy là mình bấm luôn số điện thoại này, có phải số này không? Dạ. Thì bảo đúng số này đấy, thế là gọi luôn, thì là chào gặp, may quá gặp trực tiếp thầy thuốc luôn. Dạ, vâng. Thế thì thầy có hẹn xuống là để xem như nào thì cầm cái phim chụp xuống. Dạ. Thì mình cầm phim chụp xuống thì thầy xem rồi thầy nắn huyệt và kéo huyệt lại cho mình. Thì sau thầy bốc thuốc cho uống thì từ lúc đấy về bắt đầu uống ấy. Thì khi anh uống như vậy, bệnh tình có đau lên nhiều không? Cái bắt đầu uống ấy thì thực ra như thế này. Mình phân tích cho mọi người ấy, thì thầy thuốc bảo là thường thường là phải đau lên. Đấy, phải đau lên nhiều. Thế nhưng mà mình thì mình bảo là không phải đau ấy thì nó phải tùy vào trường hợp. Ví dụ như những người đau bình thường hoặc là nó chỉ gọi là bắt đầu chớm đau thì người ta thấy đau lên rất nhiều. Nhưng dạ, mà như mình ấy, thì mình đau quá rồi. Đau dạ, trời dạ, chịu đựng với nó là 5-6 tháng trời rồi. Dạ, đau dạ, quá rồi thì cảm giác cái đau ấy nó không còn gì để đau nữa. Thì mình về uống mình cảm giác là chỉ có 10
5 ngày gì đấy, 14 15 ngày là mình thấy nó đỡ đi. Tức là mình dậy đi lại mình cảm giác nó đi lại được, không phải chống mấy cái gậy ở nách để đi nữa. Dạ vâng. Đấy là như thế. À ngày trước anh đi nặng đúng không? Đúng rồi, mình phải đi một cái nặng để mình chống, để mình vịn, để mình đi cho nó dễ dàng hơn. Tổng cộng anh điều trị là thuốc mấy tháng để anh khỏi hoàn toàn? Thực ra thầy thuốc thì bảo là cứ uống 3 tháng nhưng phải kiêng kỹ tốt. Khi thuốc nào là phải kiêng kỹ tốt, còn nếu như mà không kiêng kỹ tốt thì nó cũng là phí cái công của thầy và cũng của cả người bệnh. Cả cái thuốc của mình uống ra thì cứ bảo uống 3 tháng. Dạ. Nhưng nếu được 4 tháng là cái tốt thì nó triệt để hơn. Thế thì lúc đấy thì mình đau quá thì mình cũng bảo thôi thầy cho mình là xin, nhà thuốc là xin cho tôi chữa trị 4 tháng. Vâng. 3 tháng xong rồi tôi đi lại bình thường, tôi đá bóng được rồi. Dạ vâng. Thế tôi thật sự là lúc ấy là tôi đá bóng mà tôi không thể ấy, mà tôi không nghĩ là tôi đá bóng quay lại được. Dạ tôi vâng. lại đi đá bình thường với mọi người được. Thế tổng cộng là điều trị 4 tháng. Thế là mình điều trị 4 tháng. Vâng. Đến bây giờ là mình đi là được 8 tháng, 8 vâng. 9 tháng rồi, gần 9 tháng rồi. Dạ vâng. Là mình đã khỏi đấy, được 8 9 tháng rồi là mình đá bóng bình thường. Hiện tại anh làm việc đá bóng sinh hoạt hàng ngày bình thường chưa? Đúng rồi, giờ mình sinh hoạt với đá bóng bình thường. Nghề hiện tại của anh làm nghề gì? Mình làm đồ gỗ, mình giới thiệu từ ban đầu là mình làm đồ gỗ. Thế nên là anh em ngồi với nhau nên có cái duyên như thế, lại tìm được như thế. Dạ vâng. Thế nên mình rất may mắn là như thế. Hiện tại anh là phục vụ được cái công việc, nghề nghiệp của anh làm việc bình thường chưa? Anh làm việc rất bình thường. Dạ vâng. Hình vác cũng có thể bình thường. Bây giờ bảo nhất cái gì nặng anh ok ngay. Vâng. Ngày làm trước xong cơn bốc được bình thường. Ngày trước anh đau nhiều anh có làm được việc không? Đến đi còn không nổi thì làm sao được việc, phải nói thật là dễ. Dạ vâng. Đến ăn uống mà ngồi còn nhăn nhó thì giải quyết cái gì đâu. Dạ nên vâng. là có điều là mình một câu cuối cùng để mà mình chân tình với mọi người ở đi chữa thầy thì ở đâu thế. Dạ. Mình cũng không phải nhấn mạnh bảo các bạn phải đến chỗ này, nhưng mình tin tưởng chỗ này là gì, người ta hướng dẫn trực tiếp, cẩn thận. Người ta thăm hỏi khi mình đang chữa bệnh là có vấn đề gì không, như nào, có thấy vấn đề gì không. Dạ vâng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai nữa là chỉ khuyên mọi người là khi đã chữa thì nên kiêng những gì người ta thầy thuốc dặn. Dạ, thì vâng. chúng ta kiêng được thì cái thuốc nó mới có tác dụng. Dạ. Phải nói là tôi nghĩ là như thế, vì tôi kiêng được thì tôi thấy là rất nhanh. Dạ, vâng. Rất nhanh chóng, có hiệu quả, kết quả tốt. Vậy hiện tại anh đi đá bóng bình thường chưa? Mình đi đá bóng gần như tuần nào phải được, ít tối thiểu phải được một trận. Một trận. 90 phút đá. Dạ, anh đá bóng về anh còn đau được không? Mình không thấy đau nữa, nói chung là có về nó có nhức mỏi thì nhức mỏi, đến tuổi này thì thằng nào phải nhức mỏi, nó không phải là đau cái bệnh của mình nữa. Dạ, vâng. Đấy, mình thì phải có chịu khó đu cái đơn chống đẩy một tí cho nó khỏe. Trong suốt gần 9 tháng qua anh không còn đau? Không, mình không còn đau nữa. Làm nếu bị đau về bệnh của mình là không còn đau nữa, làm việc bình thường. Đúng rồi. Vâng. Thay mặt nhà thuốc hôm nay em lên phỏng vấn hình ảnh của anh thì anh cảm nhận nhà thuốc em điều trị bệnh của anh có hiệu quả không? Mình thật sự nếu không hiệu quả thì mình không giới thiệu đến. Nếu nói thì bảo ít thì không phải là ít, nhiều không phải nhiều, nhưng mà cái để với cái mình khỏi mà mình nó bảo được mọi người bệnh, mà người ta cũng mất rất nhiều chỗ, không phải là không có chỗ, người ta mất nhiều, rất nhiều chỗ đến, nhưng mà người ta cũng mất đầu tiên, người ta đã tin mình để xuống đến nhà thuốc, thì đến lúc này người phản hồi lại là rất nhiều người, ít nhất phải đến hơn chục người là phản hồi lại là rất tốt và đã khỏi. Dạ, rất vâng. có hiệu quả. Dạ, vâng. Thế mà nhà thuốc em cảm ơn anh, chúc anh lại bình luôn luôn khỏe. Vâng, em chào anh ạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, vâng. Ná bó được cho ăn chảo đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho ăn khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được, rồi ta bắt ra. Ná bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra đổ rượu cho đều, dùng thìa đảo lá thật đều lên, dụng cụ gò ná gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh kích thước dài từ 30 phân rộng 20 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô, dùng thìa dán mỏng lá vuông góc bốn cạnh đều tay.
dao cuốn 4 đầu của tấm vải xốp nặng. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ sơ sinh. Sau đó ta dùng kéo cắt một đầu ra. Người ta mở miệng túi. Xúc lá từ trong chảo đổ vào túi. Sóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Ta quấn một đầu của túi lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài. Người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được vì đã vào vị trí bị bệnh. Chị bị đau này bao năm rồi chị? 3 năm rồi. Chị đau bên nào nhiều? Tê chân hay gì? Tê chị bao tuổi rồi? Thế nào? Sao bên trái nhiều nó? Thì dùng băng khung này nhé. Cố định lại.
Tối đắp thì ngày nghỉ nhé. Anh cứ ngồi đây em hướng dẫn cho. Đắp thì ngày nghỉ. Trong quá trình điều trị không chịu ý chó cho em nhé. 5 ngày thay vào miếng. Hàng ngày bỏ lá ra lại sao lại đắp ý chí này nhé. Theo nóng từ 1 đến 5 phút rồi rượu đắp vào thôi. Có chị gà đắp có uống điều trị thứ 2 4 tháng. Trong ngắn vào đấy, lấy sang trái không?